Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Kết quả tự nhiên. Trong những bài thuyết pháp, Hòa Thượng Thích Trí Quảng thường hay nhắc nhở rằng sở dĩ chúng ta làm Phật sự được thuận lợi, đó không phải chỉ là do có khả năng, mà còn do sự âm thầm gia hộ của chư Bồ Tát và hộ pháp chư thiên. Thật ra những chuyện như thế xảy ra rất nhiều. Ai có tâm đào một chút đều có thể chứng kiến hoặc cảm nhận. Tôi xuất gia với sư bà chùa Sắc Tử Linh Thiếu ở Tiền Giang. Có lần tôi hỏi sư bà rằng tại sao sau mỗi thời kính mình đều phải tùng chú hộ pháp. Sư bà trả lời rằng tùng để cảm ơn ngài đã ủng hộ và vận động cho tam bảo. Sư bà nói rằng mỗi lần chùa hết gạo hay muốn làm Phật sự gì, chỉ cần lên bàn thờ hộ pháp than thở với ngài là đều có được như nguyện. Sau này lớn lên, tôi biết rằng sự linh ứng của ngài hộ pháp là có thật. Những bạn đồng tu của tôi ra làm trụ trì cũng đều nói như vậy. Hiện nay tôi đang ở chùa Sắc Tử Thiên Tôn, Bình Dương. Tôi nghe một Phật tử lão thành của chùa kể rằng mấy chục năm trước, bà nằm mơ một đêm đến 5 lần thấy có một đám người lơ lửng trên không trung gần chùa. Bà hỏi các vị đi đâu mà đông vậy thì được trả lời rằng đi xây tam bảo. Bà nói cho tôi đi theo với và bà đi theo họ. Vô tới cổng chùa thì gặp một đám rắn nằm chắn lối vào chùa. Đáng do dự thì bà nghe một vị lão tăng mà bà cảm nhận là đã từng trụ trì chùa này. Bà nói phía sau: đừng sợ, cứ đi tới. Đó là thời gian khoảng 6 năm 1975. Chùa bị chiến tranh tàn phá không còn gì. Do giấc mơ đó mà bà mới vận động xây chùa. Chồng của bà cũng phát nghiệm rằng nếu xây được chùa thì ông sẽ ăn chay suốt đời. Hiện nay ông đã xuất gia tu ở Thiền Viện Thương Chiếu. Bà kể rằng thời gian ấy xây chùa rất khó khăn. Cả pháp lý lẫn vật tư xây dựng ấy vậy mà mọi việc diễn ra vô cùng thuận lợi. Có những việc may mắn đến không thể nghĩ bàn. Nhờ đó mà ngôi chùa Tam Bảo mới được trùng tu và phát triển cho đến ngày nay. Còn nhớ khi tôi là chú tiểu nghe thầy dạy rằng nếu mình giữ được một giới thì sẽ có 5 vị thần phù hộ. Cho nên tôi cố gắng giữ 5 giới rất thanh tịnh. Trong một lần tôi leo lên cây vũ sữa của chùa, vô ý bước lên một nhánh cây khô nên bị gãy làm tôi rơi xuống. Trong phút chốc tôi mất hết ý thức. Khi mở mắt hoàn hồn thì thấy mình đang đứng trên một nhánh vũ sữa phía dưới một cách nhẹ nhàng, như ai vừa đặt mình lên đó vậy. Nếu không có chứ vì nâng đỡ thì điều đó không thể xảy ra được. Sau sự kiện đó tôi càng tin rằng thật sự có thế giới tâm linh. Không chỉ có thế giới tâm linh, sự thật giá hộ của hộ pháp chư thiên đối với tam bảo và những người có tâm với Phật pháp mà trong sự tu hành, nếu ta hành trì tinh tấn thì cũng sẽ đạt được kết quả mầu nhiệm. Mà tôi về già vô chùa ở, thầy tôi giáo cho bà mỗi ngày thỉnh đại hồng chúng. Ngoài việc thỉnh chuông ra,
bà niệm Phật rất chăm, có ngày lên đến 100 sâu chuỗi dài. Có khi quên cả ăn cơm bà cũng không thấy đói. Có một lần bà hỏi thầy trụ trì rằng: thầy thờ cái gì trong tòa tháp trên nóc chùa vậy? Thầy nói: thờ Xá Lợi Phật. Bà nói: hèn gì, thầy ánh hào quang tỏa ra xung quanh tháp. Bà chỉ nguyện sao cho sanh thuần tự an, đừng có bệnh nằm liệt giường khổ cho con cháu. Bà kể rằng hòa thượng Thiền Biểu, chùa Thiền Biểu Bến Tre, biết trước ngày mất tới 3 tháng. Hòa thượng chỉ là một thầy thuộc quê bình thường, làm cái việc giúp con nít nín khóc ban đêm. Mà tôi tuy không biết trước ngày mất, nhưng lúc ra đi cũng an lành, đúng như cầu nguyện của bà. Buổi chiều hôm đó, sau khi dùng cơm chiều xong, bà cảm thấy lành nên vô phòng nằm. Bà chỉ đau có một đêm đó, rồi sáng hôm sau thì nhẹ nhàng theo Phật. Những hiện tượng như thế thật ra là kết quả tự nhiên, nếu ta tu hành đúng chánh pháp. Nhưng đó không phải là cứu cánh của sự tu hành. Cứu cánh của sự tu hành là diệt trừ phiền não để thành tựu giải thoát. Nếu lấy những hiện tượng này để khoe mình tu giỏi là ta đã đi ngược lại với sự tu hành của mình rồi. Ha ha ha, 问什么的说。